Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mây giảm nhanh trả lại bầu trời quang nắng hơn cho hầu khắp khu vực Bắc Bộ. Mức nhiệt độ trưa chiều tăng lên, phổ biến dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Những đô thị lớn như thủ đô Hà Nội bắt đầu có cảm giác oi và nóng hơn. Dự báo trong 3 ngày tới thì vùng thấp nóng tầng thấp sẽ là hình thế thời tiết chính chi phối Bắc Bộ. Trên hệ thống khí quyển tầng cao hầu như không có tác nhân của các quá trình hội tụ. Do vậy mà hầu khắp khu vực phổ biến là có mây thay đổi và ít mưa. Nền nhiệt độ xu hướng tăng thêm và xuất hiện nhiều hơn những điểm nắng nóng với nhiệt độ lên tới trên 35 độ. Vùng nóng hơn được nhận định sẽ tập trung ở tại phía Nam Sơn La cho đến Hòa Bình, vùng Trung Du là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Ninh Bình với nhiệt độ cao nhất ngày trong chủ nhật và thứ hai đầu tuần lên cao tới 36 đến 37 độ. Miền Trung cũng bước vào xu thế tăng nhiệt trong hôm nay và thời đoạn 3 ngày tới. Sang ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, nắng nóng có khả năng lan rộng tại miền Trung với mức nhiệt độ trưa chiều lên cao từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, tập trung tại những nơi có địa hình đồi núi của khu vực. Với tiết trời không mưa và có nắng thì du lịch biển miền Trung trong những ngày cuối tuần này sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên quý vị cần hạn chế tắm biển trong khoảng thời gian trưa chiều để đảm bảo sức khỏe. Chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam nên tỉnh Bình Thuận và hầu khắp khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ có nắng gián đoạn trong ngày. Thời tiết sẽ thuận lợi hơn trong khoảng sáng đến trưa với nhiệt độ phổ biến là từ 31 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ và từ 28 cho đến 31 độ cho các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Từ thời điểm trưa chiều thì mây kéo nhiều hơn cho mưa rào tại phía Tây của Nam Bộ, sau còn lan rộng tới cả khu vực miền Đông Nam Bộ và cả vùng cao nguyên trong thời điểm chiều tối. Và trong mưa dông, người dân cần hết sức đề phòng khả năng có dông sét, gió giật mạnh gây trở ngại cho các hoạt động giao thông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong 3 ngày tới, hầu khắp khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa thịnh hành gió Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Riêng tại quần đảo Trường Sa có lúc gió mạnh tới cấp 6, giật cấp 7. Vùng mưa dông được cảnh báo sẽ là phần phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông và trong cơn dông cần phải hết sức đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, Bắc Bộ có mưa vài nơi nên nhiệt độ tăng, xuất hiện nắng nóng tập trung nhiều tại vùng Trung Du và Đồng Bằng. Trung Bộ cũng có nắng nóng trên diện rộng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng khả năng có dông sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 8 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.